Dạ, Trân Trân kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay Trân Trân lại trở lại nhà mì Tâm để thay chú Đình và bé Linh tặng quà đến mẹ. Thì hoàn cảnh mẹ Tâm thì năm nay đã 87 tuổi, mà còn nuôi thêm một người con 50 mấy tuổi là bị tâm thần nữa. Thì mẹ là đặc biệt là trước đây là trước 75 là mẹ là làm ở bưu điện Ti, cũng là một nữ sinh Đông Khánh, rất là nhiều người biết. Và sau 75 thì cuộc sống của mẹ là khốn khó hơn, và đặc biệt là mẹ còn thêm người con tâm thần nữa thì khốn khó lại càng thêm khốn khó. Cho nên Trân cũng đã nhiều lần đến đây để thăm mẹ, cũng như thay quý nhà hảo tâm để giúp đỡ mẹ qua, để mẹ vượt qua một chút nào đó trong khó khăn hiện tại. Thì mẹ thì ở đường Lê Đình Chính, nhưng mà theo Trân hỏi mẹ thì mẹ nói là nhà này là nhà người ta cho mẹ ở thôi, chứ cũng phải là nhà của mẹ. Thì hàng ngày là mẹ bán các loại đồ khô ở vỉa hè, hoặc là mượn một cái quán chay hoặc là một quán ăn nào đó rồi ngồi trước, rồi mong bà con vào ăn thì ủng hộ cho mẹ một món nào đó để mẹ kiếm đôi ngàn về sinh sống. Hôm nay Trân ghé thăm mẹ đây. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Ông. Dạ con chào mẹ. Con kêu mẹ nãy giờ mới thấy mẹ. Mẹ. Dạ. Con. Ngồi ngồi bên như được mẹ. Vô trong là nóng quá. Đây. Bữa trưa mẹ khỏe không? Đấy. Bữa trưa mẹ khỏe không? Con quá biết con. Ngại chẳng. Mẹ bị lạng không rồi mới mấy bữa thôi. Dạ. Mẹ mẹ bên đi con thấy mẹ quá bạn với chỗ quan trái thanh liệu nơi. Hả? À mẹ lặng thôi, mẹ mẹ ngồi xuống đi. Dạ. Dạ. Mẹ đợi con ra sách bao gạo rồi. Dạ. Quý. Đây. Hôm nay cỡ bao gạo mẹ. Đây đây mẹ. Bao gạo 10 kg. Dạ. Rồi. Cha mẹ 87 tuổi, tóc bạc phơ rồi. Mà trời nắng trời mưa gì mẹ cũng đi bán ngoài vỉa hè á. Được cách đấy thì cỡ khoảng 3 tuần thôi, Trân ghé là mẹ chưa lạng, bữa đấy mẹ lạng húng rồi. Bữa đấy mẹ lạng rồi. Mẹ ăn sáng rồi. À dạ dạ. Mẹ cứ ngồi đi. Con giúp cho mẹ. Ngày nay mẹ không đi bán à mẹ? Ngày nay mẹ nhà làm cái ni lông nữa. Ni lông nữa làm chi? Làm mà bán. À làm mẹ cái ni lông đi hả? Xếp xếp mà bán ni lông cũ à? Mà bán cho họ đó. Trời ơi. Cái này mà được bao nhiêu tiền đâu? Mẹ bán vé chai phải không? Đấy. Mẹ bán vé chai à? Mẹ bán cho. Dạ. Mẹ nói là ngày clip trước thì mẹ gặp Trân, mẹ nói là ngày xưa là mẹ mẹ là làm ở nuôi mẹ ăn học ha. Mà sau 75 ba mẹ cực như rí đây. Chứ ngày xưa mẹ làm bưu điện là nhiều lương nhiều tiền mẹ hết. Dạ. Mẹ có một cái phong thái rất là điềm đạm. Dạ, nhỏ nhẹ lắm. Mẹ cho họ thuê. Dạ. Thuê một tháng 1 triệu. Đó là nhà này nhà của mẹ hả? Dạ. Bữa sau bữa mẹ nói là đây là nhà của mẹ của... cho trả 20. Dạ dạ, xì đã hết. Tí nữa nghe. Mẹ nói là nhà này mời mẹ ở thuê nhà, cái tên là mẹ ở Thế Lai à? Đấy. Dạ thôi mẹ hiệp với mẹ là Trân hỏi nhiều nữa, Trân chỉ trao tiền cho mẹ để ấy thôi. Mẹ cho họ.
triệu. Mẹ con chủ định với bà Linh ở tới xịt Mỹ giúp mẹ 2.3 triệu. Dạ. Con... mẹ vui không? Dạ. Dạ. Rồi thêm là anh Đức ở Huế là giúp mẹ 300. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ, con chỉ trao giúp thôi. Con. Dạ. Dạ, tiền đấy con chỉ trao giúp thôi chứ không phải của con. Dạ. Dạ. Gạo này cũng dạ. cũng dạ. Chú Đình và bà Linh giúp cho mẹ. Dạ. Để mẹ nấu cơm. Mùa mưa tới rồi. Dạ. Mẹ có gạo nấu cơm ăn. Dạ. Để đỡ đá ngoài nắng ngoài mưa. Thời gian mẹ. Dạ. Bữa trưa có ai tới thăm giúp mẹ tiền không? Dạ. Bữa chưa có ai tới thăm giúp mẹ tiên không? Dạ có vài người. À đó. Dạ có cháu Cao. À có hỏi dạ. Con địa chỉ của mẹ để tới giúp. Dạ. Rồi có thêm bác là gọi về hỏi địa chỉ rồi nhưng mà không miếng có sai điện thoại á. Dạ. Mà cũng gửi tiền về trực tiếp cho mẹ được. Dạ. Dạ. Mẹ làm dạ. Rồi. Dạ mẹ làm một nắm dạ. Tiền mẹ thấy vui chưa? Dạ. Dạ dạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ dạ. Dạ. Mẹ cảm ơn cô. Dạ cũng có chi mẹ. Dạ dạ. Có mấy triệu rồi là. Dạ. Hai triệu mấy rồi là cũng đi chờ nấu ăn được thời gian. Dạ mẹ, dạ. Dạ mẹ cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ dạ. Dạ. Mẹ dạ. Con có giúp chi được mẹ không? Dạ. Ôi cha chứ trang mẹ cũng lạng không rồi nên dạ. Trang cũng xin phép. Dạ cảm ơn cô. Dạ không có chị dạ. Mẹ dạ con chúc dạ. Mẹ sức khỏe vui vẻ dạ. Rồi được nhiều ba con ủng hộ tới thăm mẹ hết dạ. Giúp đỡ cho mẹ dạ 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 cảm ơn cô dạ dạ dạ, dạ. Đối với mẹ đây dạ. Số tiền rất là lớn mẹ cứ cầm mẹ cảm ơn mẹ dạ. Chấp tay rồi nãy giờ thì yeah. Rất là cảm động lắm. Mẹ rất là hiểu chuyện, rất là biết chuyện. Chỉ bây giờ là mẹ lạng. Mà cách đây Trấn ghẻ thì khoảng 3 tuần thì mẹ đâu có lạng như vậy đâu. Yeah. Mà chứ mẹ lạng nhiều rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Thôi mẹ nghỉ ngơi hãy. Dạ. Yeah. Cơm ăn gạo nữa gạo ngón yeah. Rồi mẹ. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Trân xin cảm ơn sự đồng cảm, thương yêu, chia sẻ của chủ đình và bà Linh gửi gắm bác nhịp cầu cho Trân Trân có những ngày thăm giúp những hoàn cảnh ngặt nghèo như thế này. Trân rất là biết ơn và xin kính chúc chủ bà Linh cũng như anh Đức luôn vui khỏe và mọi sự cầu được như ý. Trân Trân cũng xin chân thành cảm ơn quý khán giả Huế Thương luôn đồng hành và theo dõi, ủng hộ cũng như là góp ý để Trân Trân cố gắng và sửa chữa hơn mỗi ngày. Trân kính chúc cả đại gia đình luôn an lành, sức khỏe, hạnh phúc.